chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, là chào mừng trở lại với kênh channel của Sao Lại Sao này. Hello mọi người, chúc mọi người có một buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ mọi người ơi. Ok, trời ơi hôm nay nha, Sam xuống bếp Sam quay có gì ăn không nha, coi nè. Trời ơi, bếp sạch chanh luôn, trời ơi. Nhà tôi có ai mà ăn nhiều dữ vậy, tôi nhớ tôi chữ đồ ăn nhiều lắm mà ta. Không có một mống luôn coi nè, tủ lạnh nè, mở tủ lạnh ra coi. Trời ơi, sạch banh luôn, trời đất ơi, trời ai ăn dữ trời, không lẽ tôi ăn, tôi nhớ tôi ăn ít lắm mà ta, giờ hết luôn rồi. Bây giờ phải ra siêu thị mua đồ ăn rồi mọi người, trời ơi khổ dễ sợ luôn à. Giờ không có đồ ăn ở nhà phải ra siêu thị chứ sao, mệt ghê luôn á. Rồi gì đây? Ôi, trời ơi mọi người, trời mọi người cứ tin mình, yên tâm. Để mình nói cho mọi người nghe nè, cái tác phẩm này là tác phẩm khoa học mà mình đã chế tạo nghiên cứu trong một ngày qua, rất là mất thời gian luôn mọi người hiểu không? Ôi lâu mọi người, mọi người nói gì vậy? Ai tin? Là sao không biết được nha, Caron vừa làm một cái đường hầm cực kỳ nguy hiểm, em nhìn thấy không? Em thấy đường hầm nguy hiểm không? Nó sâu, nó tết mù tắc luôn, đừng có bao giờ tin nha. Caron là một khi đã làm cái gì đấy chỉ có xui xẻo thôi, không có gì may mắn đâu. Em nói chị nghe là cái này của em là em chế tạo ra là để giúp cho mọi người gọi là giải trí, mọi người hiểu không? Sao những giờ làm gì căng thẳng nha? Giải trí thôi mà đi qua một cái đường hầm tối tối om om kìa, xong rồi đằng trước thì chạm với cái gọi là tương lai đâu, làm sao mà chơi vậy? Caron xây dựng gọi là đường ray xây lửa luôn hả? Đỉnh dữ vậy? Ui, hay dữ vậy? Có Mimi đây nữa, Mimi muốn chơi, Mimi vô test giúp mình đi Mimi. Ủa ngoài chơi luôn hả? Trời ơi, cái này đường hầm vui mà ta. Trời đất ơi, ui con mèo đi kìa. Ôi, con mèo đi kìa. Đây, nhìn đi, hay con ơi. Cười quá trời ông, trời mặt mèo cười quá trời, vui quá trời vui. Trời ơi, vui mà. Trời đất ơi, em bây giờ để tôi test thử cho, trời đất ơi, không ai test hả? Trời ơi, Caron làm tôi thấy cũng được mà. Nguy hiểm lắm á, nguy hiểm lắm. Cái gì mà test em ơi, sao tạo lứa rồi em thấy, em không thấy biểu tạc cảm con mèo à, đấy có phải là cười đâu em. Đấy là gì? Đấy có phải là cười. Có hả ta? Trời trời, hay tôi nghe ta. Không sao, mọi người, mọi người phải tin tưởng Kai chứ, nhìn nè, Kai tức là... Kai cũng làm nhiều cái mà, trời đất ơi, em tin Kai, mọi người ngon, bây giờ em test thử cho mọi người xem nè, được không? Ok. Không được mà, bình tĩnh rồi. Giờ đến nói Sam, bây giờ Sam mà chơi cái này thôi là sẽ nhất định sẽ sảng khoái tinh thần, tự nhiên nghĩ được nhiều ý tưởng hay hơn Willy luôn. Rồi, rồi giờ Kai đẩy đẩy cái thuyền làm sao, giờ đi ra đẩy đẩy đi. Hay quá, quy đen mèo, đẩy quẹt, trời ơi. Trời ơi, Kai cho cái thuyền ngay rồi, ok. Thank you Jim. Ôi, hay quá ta. Trời ơi trời. Nè vui nè, trời ơi vui mà ta. Sao mọi người thấy nguy hiểm vậy? Vui mà, vui mà. Ai, ôi, trời ơi. Vui quá, đi xuyên nhà, xuyên cửa. Ôi, nhà mươi nè. Hello Jim. Hello. Dốc quá nè, trời ơi, dốc nè. Ủa, dốc cao quá vậy? Trời đất ơi, nó nói cái này nguy hiểm thế mà Sam. Nè, thấy chưa, Caron bảo rồi không nghe này thì em chế tạo thành công này thì em chế tạo không ai vấn đề gì đâu đây. Ủa, rồi. Ủa, em chế tạo thành công rồi đó, nhưng mà ai chơi kỳ, ai đi xây nguyên cái cây ở đây là trời ơi, bởi vì mới tông đầu vô, bể đầu ai lộn. Sam ơi, ủa, chị có sao không? Hả? Ủa? Kinh quá à, trời đất ơi. Ủa, chào, sao, chào, 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 chào. Trời đất ơi, sao? Tại sao tụi em đâu có diễn kịch gì đâu mà chị làm như tụi em không biết tụi em là ai. Trời ơi, thôi, biết là hồi nãy là diễn có lỗi hả? Rồi, xin lỗi. Ủa? Xin lỗi nha. Trời ơi, mấy người là ai mà tôi không quen mấy người thật mà. Gì đây? Ủa sao tôi ở đây vậy ta? Biết rồi, biết sao không? Bây giờ là đang đói này, muốn đi về nhà để ăn này, xong rồi mới biết là kìa, bên Camui là ai, bên Sim là ai chắc luôn. Trời ơi, giỡn vui quá à. Ủa, tôi hỏi thật mà, mấy người là ai mà tôi không quen mấy người luôn á. Ủa sao tôi ở đây vậy? Ủa trời ơi, chỗ nào vậy? Sai sai rồi, chị bơi cái gì đó không mà được. Ngươi. Hả? Ê, có khi nào theo mấy cái bộ phim á ba, mấy cái người mà bị đập đầu vào cây này, đập đầu vào tường này dễ bị mất trí nhớ mà. Hả? Ê, đừng có nói là Sammy ba bị mất trí nhớ nha. Ê, kêu ba gọi nó bác sĩ nhà, gọi bác sĩ nhà, sao đó kêu bác sĩ, nhanh lên. Đúng rồi, gọi đi, đi có bác sĩ đi. Sao, sao làm nha? Ủa, cái gì vậy? Ủa, mấy bác tôi đi đâu vậy? Em bác tôi đi đâu vậy? Đi. Kêu bác sĩ tới vui rồi, chạy đi. Ủa gì vậy? Bây giờ tôi phải đưa bà về nhà để cấp cứu mọi người. Mọi người chuẩn bị qua dụng cụ nhanh. Trời đất ơi. Ủa mấy người là ai dẫn tôi vào nhà ai đây? Trời ơi. Ê thả đi luôn coi. Ao.
mọi người ơi. Đây đây đây. Hơi. Ê. Ấy. Ủa. Ê, ok, ngồi lên ghế, ngồi lên ghế, ngồi lên ghế. Chị ngồi lên ghế cho em. Cái gì vậy? Ôi, từ từ từ. Hơi. Ủa. Cắm môi đâu rồi? Cắm môi, lấy đồ, lấy đồ. Đây chúng ta. Nhanh lên, nhanh lên. Đây là cái gì ta? Mấy cái chỗ hay chỗ nào vậy? Mấy người là ai vậy? Hợp lý. À, thưa y tá, y tá có thể khám bệnh tình chị của tôi không? Chị tôi tự nhiên bị quên tụi tôi. Hình như bị bắt nhớ hay sao? Rốt cuộc là tình hình lên như nào mà quên? Đây để là... tôi chỉ nghe là tình hình lại tôi mới lỡ chế tạo của cái máy đi đường gây rồi bả tông vô cây rồi giờ bả dẹo. Tình hình này là nguy cấp lắm, mẹ đề nghị là các anh chị là đi ra ngoài. Cái này là tôi được phép nhân là không được phép là có người nhà nha, còn không được phép có người nhà nha. Rồi ok đấy, đây thì anh chị ở ngoài á. Rồi, bây giờ khám nè. Đó, đầu tiên là để lấy hồ. Ủa, không bị gì mà khám? Ủa là sao? Không, cứ ngồi yên, đây để tôi khám xem nào. Ủa cái gì vậy? Sao tim không đập vậy? Nhầm, trời ơi, sao mình lại để tay vào cái chỗ này, để nhầm. À đây, tình tịch. Ủa? Khỏe mà ta, vấn đề gì đâu, từ để tôi xem tay chân cô xem nào. Tay chân cũng không có vấn đề gì, từ hay là xem đầu. Ủa, đâu có vấn đề gì đâu mà. Cô ơi, cô có biết tôi là ai không cô? Ủa, cô có lý gì ta chứ ai, nhìn là biết mà. À thì đúng rồi, tức là không lão não không có vấn đề gì mà có vấn đề gì đâu nhỉ. Ủa, người khỏe mạnh như thế này mà cũng phải cần phải y tá hả? Mấy người kia chắc lại trốn tôi rồi đúng không? Cô không vấn đề gì đâu, đúng không cô? Đúng, tôi không biết, nhưng mà tự nhiên mấy người kia bưng tôi vào đây xong rồi tự nhiên kêu y tá tới, sao tôi biết được? Rồi, cô cứ ngồi yên đây để tôi đi ra thông báo mọi người nha. Chắc là mọi người trêu cô đó. Rồi, trêu hả? Cô cứ ở yên đi nha. Rồi. Ủa sao y tá ơi, tình hình sao y tá? Hả? Anh Trà, cô à, và cô kia nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà... Trời ơi, Sam ơi. Sao mà bác sĩ ơi, trời ơi, sao mình còn sống được bao lâu vậy bác sĩ, trời ơi. Sao bác sĩ đây đó, có đã cứu thành công rồi ấy rồi. Cái đầu bác sĩ quá bác sĩ, trời ơi. Ủa, tức là chị tôi an toàn hả? Hay sao? Chị cô có vấn đề gì đâu? Thì cô nhìn đi, tôi khám lại đó, tay chân không hề có một vết xước nào, đầu cũng chả làm sao, bệnh nhịp tim thì tất cả mọi thứ đều là bình thường, có vấn đề gì đâu, chả có vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì hết vậy tại sao mà bây giờ Sammy không nhớ tụi tôi là ai luôn rồi nè? Ai biết? Cái hả? Ê, xin mời cả hỏi chi mà bà y tá này xin thuê đâu vậy? Anh biết đâu, xin bảo là y tá ơi xuất hiện đi, xong thì bà xuất hiện xem được ai gọi. Ủa, phải mọi người gọi hả? Không có ai gọi đâu. Ủa chứ bà là ai hả? Ủa, có là ai đâu, tôi nè. Trời ơi, bà ca môi hồi nãy giờ thì... À, trời ơi. Ủa, bây giờ vấn đề quan trọng là sao, mình mất ghi nhớ rồi sao á? Thì sao đây? Chị cũng có nghiệp vụ y tá đàng hoàng nha. Có gọi là túi kết này nè, đó của y tá, chỉ có y tá mới được coi á. Nói chung là chị cũng có kiến thức. Thì sau một hồi chị khám thì chị cũng thấy là Sammy thật ra là hình như mất trí nhớ thiệt với mọi người. Thế là... cái này nó thực sự là khó lắm, không biết cách nào để làm khám phục hồi trí nhớ mất trí nhớ. Chẳng lẽ bây giờ sao chứ không biết tụi mình là ai hả? Kỷ niệm của Hello Team nữa giờ sao thôi giờ. Nhưng cái bệnh gì cũng có phương pháp chữa em. Lúc nãy là chị chưa biết chơi nhưng mà bây giờ chị chợt nhớ ra rồi đó. Bây giờ phương pháp tốt nhất để có thể phục hồi trí nhớ đó chính là đưa Sam đến những nơi mà có kỷ niệm của Hero Team nè, kỷ niệm của những người thân nhất với Sammy đó. Đúng rồi, hợp lý. Sao mình không nghĩ cái cách đó ta? Bây giờ chỉ cần đưa Sam đi tới những cái chỗ nào mà Sam từng trải qua thôi là chắc chắn Sam sẽ nhớ lại. Biết chỗ nào Sam đi nhiều nhất không? Chỗ nào vậy? Nhà vệ sinh. Ai chả phải đi nhà vệ sinh. Tụi mình phải giận Sam thế, nhận gọi là kỷ niệm mà tụi mình gọi là vui nhất chứ không phải là cái nhà vệ sinh. Phải có mọi người nữa. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều được sao. Đi thôi, let's go. Muốn cái bông tùa vậy? Trời ơi, tôi không quen mấy người đâu. Thả tôi ra. Đừng có bắt cóc tôi nha, tôi sợ á. Trời ơi, thả ra. Bắt cóc người, cơ bỏ người ta. Nghe nói gì, người ta sẽ kiểu giúp phục hồi trí nhớ hay bảo người ta bắt cóc kỳ kỳ. Giới thiệu với Sam, đây là nơi chỗ nào vậy? Hội chem tụi mình nè. Nhiều màu vậy? Hội chem, cho hỏi cái sao chỗ này chỗ nào tôi cũng biết luôn vậy mà hội chem.
Cái này là hội chị em xây với nhau chứ hội anh em làm sao biết được, hay là Kai muốn làm hội chị em? Đúng rồi, em muốn làm hội chị em mà. Trời ơi. Ủa vậy hả? Trời chỗ này chỗ nào mấy người dẫn tôi chứ đây vậy? Trời ơi, sao nhìn nhiều máu vậy? Ủa mà hội chị em mà xây nhà với nhau này, lúc nào Sam cũng rủ hội chị em bảo là ê chị em bây giờ tụi mình gọi là cùng nhau gọi là xây nhà một màu đi nè, bên này một màu xanh nè là của xanh. Em còn xanh lá cây là của Cam Muôi nè, còn màu xám là xanh của chị xây xám. Nè ê ủa xanh xám ơi, ê tính ra em có bị mất trí nhớ đâu mà em nhầm vậy, đây là chị xây nè, nhưng mà lúc đấy là đổi màu cho nhau. Cam Muôi đổi màu với Sammy, Simmy đổi màu với Mimi. Trời tụi cũng chưa lâu chạy bị lú cái này nó vậy lú. Màu xám, màu hồng, màu xanh. Màu xám nè, màu hay á mọi người. Lúc đấy chị khóc quá trời luôn. Chị bảo là chị không muốn xây màu gì ta, xây màu xi măng á. Đúng không? Xi măng nè, nhằn măng nè. Ngứa đi. Xi măng à? Xám à? Đúng rồi. Là gì? Con không à? Thế thì sao bên này nè, bên này bên này có một vài cá mập em xây luôn nè. Tự tay em xây luôn á. Ra đây, ra đây. Nè đây nè, tự tay em xây đó. Đây là ngôi nhà của chị xây luôn nè. Thấy chưa đó, bên trong nè. Nội đầy đủ cát kìa. Xám xin luôn. Cá mập hả? Là gì ta? Không nhớ gì hết trời. Nhức đầu quá, không nhớ gì hết luôn á. Tiếp luôn thôi, tiếp lại qua đây. Cá mập màu xám xi măng. Có nghĩ ra gì không? Có nghĩ ra gì không? Ô. Hả? Là đồ xây dựng hả? Xi măng màu xám đồ xây dựng. Trời ơi, nó đó hả? Thôi, mình qua chỗ khác vậy, có vẻ hình như chỗ này sao cũng chưa nhớ lắm. Thôi không sao, Mimi xỉu luôn kìa. Thôi đi theo em để xem. Ủa, sư bưng tôi đi tiếp vậy? Ôi, sư bưng tôi hoài vậy? Mấy người là ai? Rốt cuộc là mấy người là ai? Sư bưng tôi đi hoài vậy? Hả nè? Trời ơi, nhất định chị sẽ nhớ mà, đợi xíu đây. Trời ơi. Trời ơi, Sim ơi. Sim xong chưa Sim? Trời ơi, đợi một xíu đi, sắp xong rồi, giữ sao lâu... lại giúp em là được. Trời ơi, lâu quá, bây giờ sáng nó bỏ đi, sao trời, đứng ra đây nè, đứng ra đây. Tôi đứng tay rồi, mệt quá. Em chối tay Sam lại chị ơi, Sam đi ăn cây á. Ok, xong hết trơn tay tôi. Xong hết trơn rồi, đây. Xong rồi, bây giờ đi mà. Sao tôi vào được, mở chói tôi ra chứ tôi đứng yên, sao tôi mở được. Đó, được rồi, khổ quá à. Đây. Ôi, vậy tôi đi đâu ở đây? Kỳ quá à. Dạ, sao đây, một nơi rất là kỷ niệm của sao luôn mà thứ sao rất là thích. Chân. Wow, quay, có nhiều kim cương vậy. Wow, em sáng xịn mịn nhớ. Wow, mua em đã gọi đem rất là nhiều kim cương để cho chị nhớ là hồi chị là một người rất thích kim cương. Nhớ nhớ ăn cương hả? Cái thấy tình hình có vẻ khả quan hả? Hay bỏ hết rất lắm luôn á chị ơi. Ủa tôi thích kim cương hả ta? Tôi không biết nhờ. Ủa bây giờ em nhìn kim cương em có thể thấy không? Tôi nhìn thấy chứ, nhìn nó sáng sáng nè. Wow, đẹp quá ta. Rồi, thích là có điểm sáng rồi, có khả năng phục hồi trí nhớ rồi mọi người ơi. Rồi, có điểm sáng rồi. Rồi, chị nhớ được gì chưa? À khoan, chị có nhớ gọi là em là ai không? Cô hả? Em màu xanh nè, em còn gọi là ai gì ta? Đi chơi chị nữa nhá. Đi chơi chung hả? Có chả nhớ gì trời, không nhớ mấy người là ai luôn á. Bây giờ đấy cái là có cái này là dễ nhớ lắm nè. Nè Sam có biết em là ai không? Em hay qua nhà Sam ăn cắp kim cương lắm nè. Đó. Ăn cắp kim cương hả? Trời ơi tự hào quá ha, ăn cắp kim cương tự hào quá. Không phải, mình phải nhắc về những cái gọi là những cái chuyện nó gây ấn tượng Sam mới nhớ ra được, chị hiểu không? Chà nhớ dễ trơn á, mấy người là ai lạ lắm luôn. Ủa, không luôn. Nhớ được Nguyễn nào luôn á, thôi chà kim cương tôi đi về nè. Đó, tôi không đi với người đâu, mệt quá à, đi về. Trái tay lại, đi về. Ủa, gì bắt tôi lại vậy, ôi trời. Sao bây giờ sao mà chưa nhớ ta. Thôi được rồi, mọi người ạ. Chụp lại. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Chúng ta không thể làm được cho Sammy như thế này được. Chúng ta phải làm như vậy. Ok. Là như vậy. Mấy người làm gì tôi vậy? Ôi, ui đâu đó vậy? Sao vẫn tiếp được mà quá à? Cách cuối cùng thôi. Ui, mấy người cho tôi ăn hả? Trời ơi, sáng giờ mấy người dắt tôi đi đâu không mà bây giờ được ăn nè.
Đây sẽ là cách giúp chị nhớ ra mọi thứ. Màu chim. Bây giờ kế hoạch tiếp theo là gì giờ? Kế hoạch tiếp theo đó chính là cái vậy rồi làm đi em. Dạ à, làm phong cầm mọi người đây. Nói thiệt á. Chứ sao? Nhưng mà cái đâu có dễ giống đâu. Trời đất ơi sao lại bắt tay không cần giống. Không cần giống. Chỉ cần kiểu là có một chút gì đó giống là được rồi. Đồ không cần này. Giữ nhanh đó. Đấy, ok, mặc vô đi. Ok. Mọi người ngoài đây tiếp đẩy sao đi, để cái vô trong cái hay đồ nha. Rồi, đi. Sao mà? Em sẽ gọi là dẫn chị gặp một người rất là đặc biệt và chắc chắn chị nhớ người này là ai. Tôi có người đặc biệt không hả? Ủa là gặp người đó là tôi có thể nhớ được lại mọi thứ luôn hả? Được không nhỉ? Cũng có thể, bởi vì thấy rất là đặc biệt với Sam luôn. Ủa tiếng gì vậy? Ủa gì đây? Thảm đỏ, thảm đỏ. Wow, thảm đỏ luôn à? Xịn dữ vậy? Nó mới ngầu mới hay chứ. Chắc hẳn người này sẽ rất quan trọng đối với mình nè. Mà chả nhớ là ai luôn á. Mà ăn được chưa vợ? Xong chưa? Lady and gentlemen, và bây giờ chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của Phong Cận Riyi. Giống không? Lên giống chỗ nào vậy mọi người? Ông đây là người đặc biệt của tôi hả? Để cay, từ từ, cái này hơi sai, đây không phải cái gì vậy, cay. Ông chị yên tâm, em nói chị yên tâm. Bây giờ em chỉ cần hình dạng giống na ná vậy thôi. Trời, Phong ngoài đời cũng y chang vậy mà. Trời, bây giờ quan trọng nhất bây giờ là em phải khơi gợi gọi là trí nhớ cho Sam. Để đây em... là cái màu sắc là được thôi đúng không? Đúng vậy, để em coi em nè. Tôi hoang mang quá, ai nào cứu tôi, giúp tôi với. Chào Sam. Ủa? Sam, có nhớ tôi là ai không? Tôi là Phong Cận. Tôi chính là người yêu của bà đây. Hả? Bà có nhớ khoảnh khắc của chúng ta ngồi đây? Chúng ta đã ngồi uống một ly champagne, ăn một miếng thịt bò rất vui vẻ với nhau không? Tôi còn đứng ở trên bàn tôi nhảy cho bà ngơi coi nè. Ba chùm. Oh yeah. Ủa? Trời đâu? Người yêu tôi già vậy luôn hả? Tôi tưởng đây là ba tôi luôn chứ. Ủa? Người đặc biệt của tôi hả? Cái gì mà ba, cái gì mà ba trời. Tôi có là người yêu của bà nè, đây để tôi dạy cho bà coi. Đó bà nhớ lại được cái nào chưa? Oh yeah baby. Ê, ghê quá mấy người. Đừng có làm tôi nữa, tôi đi đây. Bắt bà lại, ghê quá. Xấu hổ quá tôi. Cứu người, cảnh sát cứu người. Để em nhảy cho bà coi là bà nhớ lại à. Vô, đừng có đuổi tôi nữa mẹ. Mấy người bị gì vậy? Trời, ghê quá. Ôi giờ sao? Ui tao lửa. Ui mấy người đứa đuổi tôi nữa. Ghê quá. Đừng có đuổi tôi đi đây. Trời may quá có cái tàu xe lửa ở đây, để không là mình không thấy mấy người kia kỳ cục quá. Đừng có đuổi tôi theo nữa. Đừng có đuổi tôi nữa. Đâu có đuổi đâu. Ui ghê quá. Ủa đây tàu này đi đến đâu vậy? Ủa gì đây? Ủa? Trời ơi, ơi. Bây giờ bà đã không nhớ tụi mình là ai giờ. Bà nhớ chắc bà quên mất tên của bà luôn rồi. Rồi không, Sam ơi là sao? Chúc em đây dạy luôn em ơi. Ủa? Sam ơi, chị có nhớ tụi em là ai không? Ủa? Hả? Hả? Gì đây? Trời ơi. Sao bà có nhớ được ai không đó là Phong Cận là đấy, để mà coi là đây anh lô quen. Sao có nhớ tên của em là gì không? Ủa gì vậy? Người làm gì góc vậy? Trời. Tự nhiên đi tàu lửa xong tôi xuống cái mọi người góc như vậy mà điên hả? Trời rảnh quá ha. Mua làm gì góc vậy? Gì đó Simi rồi. Ủa ai đây? Một cây đôi làm gì già ông già vậy? Trời đất ơi, tự nhiên ngồi khóc chi vậy trời? Trời đất ơi. Mình là Phong Cận luôn kìa, bà biết mình là Phong Cận kìa mọi người. Ủa anh nhớ hả? Ủa chứ sao tự nhiên mấy người làm gì vậy? Ai ơi. Cái đường dây này của em bị dính lời nguyền rồi em ơi. Ủa? Đâm một cái là mất tự nhiên. Hai cái là lấy lại nè. Chị nhớ là ai? Chị nhớ em là ai không? Ngon. Thì em là em gái của chị chứ sao? Chứ sao không nhớ? Em tên gì? Mày xin mi. Chứ ủa gì vậy? Trời ơi sao bây giờ là chi giới? Ủa gì vậy? Ủa cái chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Ủa gì vậy mọi người? What happened? Không có gì đâu. Ôi vậy hả? Mọi người rất là vui cái chuyện rồi là nhớ mọi người. Ra nhìn bà sao tôi không hiểu hết trơn vậy trời? Trời ơi tự nhiên bây giờ
nói chung là thôi cảm ơn mọi người cho tôi kim cương nha. Ok mọi người, tôi về nha. Thôi về nha. Trời tự nhiên. Đi em để về được rồi, em về cho em bye. Tôi về nha. Bye bye nha. Mọi người mày kỳ ta. Tự nhiên tôi đi tàu lửa xong mọi người mừng tôi là sao ta? Chả biết nữa trời đất ơi trời. Thôi chắc bây giờ kết thúc video mọi người, tự nhiên bây giờ quay clip mà tôi không biết tôi quay gì luôn mọi người. Tự nhiên sáng sớm xong bây giờ tự nhiên tôi chả nhớ gì luôn mọi người. Chắc là do thiếu ngủ mọi người ơi. Đó. Thì ok, cảm ơn mọi người xem này. Nếu thích video này đừng quên cho Sam một like, share, comment, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tuần nha. Và nếu bạn nào các bạn thương Sam hơn nữa khi xem video của Sam cái quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video của cái Sam từ 5 đến 10 giây thôi giúp Sam có số tiền nhỏ nha mọi người ơi. Thì ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, gặp lại. Bye bye. Xong nhớ nha trời. Kỳ ta. Bye bye nha.